Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới anh em một sản phẩm, đó chính là cái motor lên xuống kính của xe Mitsubishi V31, 32, 33. Đây là hàng liên doanh cao cấp này. Anh em sẽ cùng sơ qua về cái cấu tạo và hình thức của cái motor. Cái motor này là hàng mới. Tất cả các cái sản phẩm về đồ điện này thì bên em sẽ test rất là cẩn thận trước khi gửi tới tay khách hàng. Cái motor này là nó ra nguồn điện là 2 giắc và 12V. Đây anh em nhìn này. Đấy, 1 giắc âm, 1 giắc dương. Đây là ba lỗ ốc để chúng ta bắt vào chỗ cánh cửa này. Đây là cái con ốc để chúng ta tháo vào kiểm tra bảo dưỡng motor theo định kỳ. Cái trục để nó bắt vào với cái phần tức là comba đấy thì nó khá là đặc biệt hơn những cái dòng của Toyota ở cái điểm mà nó bắt là trục vuông anh em nhé. Đây. Đấy. Đây là hàng liên doanh chất lượng cao, anh em nhìn rất là chắc chắn này. Đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái motor lên xuống kính của xe Mitsubishi V31, 32, 33. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em cần tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.